hello xin chào tất cả các bạn trở lại với kênh của mình hôm nay là ngày 19 tháng 2 là ngày mùng 10 tết và là ngày vía thần tài cũng là một ngày rất quan trọng đối với cộng đồng của con game Biscel bởi vì hôm nay thì Biscel chính thức uh, chạy cái token chính của game vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm nay đã list trên binance và các sàn swap khác nhé bạn thì giá hiện tại của cái đồng token Biscel này nó rơi vào tầm 0,53 nhé bạn thì giá này mình lấy từ cái trang uh, Gecko Terminal. Thì các bạn có thể quáp trực tiếp trên cái sàn quáp của Ronin. Thì nó là sàn quáp Katana nha các bạn. Các bạn kết nối ví vào và các bạn sẽ quáp trực tiếp trên ví luôn thông qua cái Katana này. Thì những ví nào đã ăn cái chương trình Play to Earn của con game này là đã được thưởng rất là đậm nha các bạn Thì mỗi ví uh, Rơi vào tầm khoảng 4.000 Hơn 4.000 đồng pixel Khoảng 4-5.000 đến đồng pixel Thì các bạn Nhân với cái giá hiện tại là khoảng 0.53 Thì nó đã rơi vào khoảng là Mỗi ví đã ăn được khoảng Trên 2.000 đô các bạn Đây là một mức ăn Aerof cực kỳ ngon Và nó rất là đậm nha các bạn Rồi Thì cái hôm nay chúng ta đã chào mừng được, uh, cái đồng token BSC đã list trên các sàn các bạn thì chúng ta đã có cái giá của cái đồng token BSC rồi thì trong video này mình sẽ cập nhật cho các bạn về cái uh, roi tính ở thời điểm hiện tại những cái update của game nữa các bạn thì chúng ta sẽ tính xem là hiện tại mỗi ngày chúng ta có thể kiếm được là bao nhiêu token BSC và cái roi của chúng ta sẽ là bao nhiêu nhé bạn thì các bạn sẽ bấm vào cái vip ở đây thì các bạn thấy là hồi chiều là mình có thấy cái VIP này Khi mà chưa lít sàn các bạn Thì con game này nó có để cái mức VIP là 117 cho cái VIP 3 tháng Thì nếu như tính theo giá cố định của uh, game các bạn là tầm 35 đến 40 đô á Thì cái token của nó là rơi vào khoảng 0.3, 0.35 đô Nhưng mà hiện tại á thì con game này nó đang lấy cái mức là 0.5 đô cho một đồng pixel thì nó đã hạ cái mức vip xuống còn 70 các bạn thì hiện tại giá cố định uh, của vip nếu mà các bạn vào game thì sẽ là khoảng 35 đô nhé bạn và cái update mới nhất của game là nó đã loại bỏ cái đồng running khỏi cái vấn đề mua vip này các bạn và đổi sang hết tất cả bằng đồng pixel thì cái vấn đề này nó sẽ giúp cho cái đồng P sale nó có thanh khoản các bạn bởi vì những người mà mới họ muốn tham gia game thì họ sẽ mua cái đồng P sale này để mua vip và tham gia game thì cái đồng P sale nó sẽ có cái lực mua thì sẽ giúp đẩy được giá của cái đồng P sale này lên thì sẽ giúp duy trì được cái giá của cái đồng P sale này sẽ tránh bị lạm phát như cái đồng berry các bạn rồi thì cái cơ chế mà giá cố định theo giá của cái đồng token thì game vẫn giữ như vậy nha các bạn thì giá lúc nào các bạn vào nó cũng sẽ rơi vào khoảng 35 đến 40 đô mà thôi thì các bạn nên canh những cái thời điểm mà tầm giá đó và các bạn tính nhờ cái giá vip vào đó các bạn các bạn nhân với giá pixel ra tầm 35 40 đô là các bạn đã vào đúng rồi nha các bạn còn ví dụ mà nếu mà cao hơn á thì các bạn nên chờ để chúng để game nó hạ xuống thấp một chút bằng cái giá 35 đến 40 đô thì các bạn hãy mua vip và vào game để chơi nhé bạn thì cái đó chính là cái lưu ý của mình cho các bạn nào mà người mới rồi thì hiện tại giá vip 3 tháng nó rơi vào tầm 35 đô thì bao lâu chúng ta sẽ về bờ và cái roi của game nó tính như thế nào thì trong cái video mà trước đó mình đã chia sẻ cho các bạn về cái meta của game rồi hiện tại thì meta của game đã có sự thay đổi rất là lớn là chúng ta sẽ không có trồng và bán cho mình bán cho Herzl nữa mà chúng ta sẽ hoàn thành cái bảng start bo như thế này và hiện tại thì trong video trước mình có chia sẻ là cái update cũ cái đó là update cũ bạn là mỗi ngày chúng ta sẽ có thể ơn tối đa là 9 pixel nhưng mà cái update mới nhất thì nó đã loại bỏ cái đó rồi bạn bây giờ là nó không có giới hạn thời gian nữa thì cứ mỗi tab như thế này bạn hoàn thành thì cả nhiệm vụ kiếm pixel và cả nhiệm vụ kiếm con nó đều có thời gian hồi là 5 phút như nhau nó sẽ hồi cứ hồi liên tục 5 phút 5 phút liên tục các bạn thì nó sẽ không giới hạn cái mức mà pixel mất bạn kiếm mỗi ngày nữa nhưng mà có điều là những cái nhiệm vụ mà bằng coi nữa bạn nó sẽ yêu cầu khó hơn rất là nhiều so với cái bản cũ và cũng sẽ có rất là nhiều cái nhiệm vụ coi này để các bạn có thể mở khóa được cái nhiệm vụ pixel nó sẽ có khá là nhiều cho nên là nếu như mà mình chơi thực tế các bạn thì mình tính là tầm mỗi ngày các bạn có thể kiếm được từ 10 đến 15 đồng pixel nếu mà các bạn may mắn và các bạn có đủ lượng tài chính về coi các bạn cái coi này các bạn phải có nhiều để chúng ta có thể hoàn thành được cái uh, các nhiệm vụ mà coi này nhiệm vụ thưởng coi này để chúng ta mở khóa được các nhiệm vụ mà thưởng pixel thì chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ pixel đó chúng ta mới có thể kiếm được pixel và nó sẽ ra liên tục liên tục cho nên là nó sẽ giúp cho bạn nó sẽ giúp đốt cái đồng coi này rất là nhiều nhưng mà nó cũng yêu cầu các bạn cần phải có thật là nhiều coi thì chúng ta mới có thể kiếm được thật nhiều pixel nhé bạn thì nó sẽ không có cái mức cố định để chúng ta có thể uh, có mức cố định và mức tối đa để chúng ta có thể tính được ROI chính xác nha bạn. Thì mình chỉ là phỏng đoán thôi. Thì theo mình chơi á thì bữa giờ có thể làm mình chơi á thì mình nghĩ là mọi người có thể kiếm được tầm khoảng 10 đồng đến 15 đồng Biseo một ngày nếu như mà các bạn chịu cày. Thấp nhất, thấp lắm thì cũng khoảng là 6, 7 đồng. Thì tùy theo mà cái mức mà các bạn có thể dành cho con game này chơi được bao nhiêu đó các bạn thì mình cứ tính là khoảng 10 đồng xel một, một ngày đi thì nếu như 10 đồng xel một ngày thì các bạn sẽ có tính theo cái mức giá của cái đồng xel của bạn thì chúng ta sẽ uh, cho nó là khoảng 0.5 đô cho cái đồng đixel nhé bạn thì 10 đồng xel mỗi ngày thì chúng ta có thể kiếm được là 5 đô mỗi ngày các bạn thì nếu như mà các bạn vào VIP 35 đô Thì tầm 7 ngày là các bạn đã có thể về bờ rồi Và con game này Hiện tại là nó yêu cầu các bạn rút là tối thiểu là 20 đồng pixel Thì các bạn mới có thể rút ra khỏi game Thì nếu như mà bạn kiếm 10 đồng pixel mỗi ngày Thì khoảng 2 ngày là các bạn đã có thể rút được đồng pixel ra khỏi game rồi Và uh, Năm 7 ngày là các bạn đã có thể về vốn con game này rồi nhớ bạn rồi nếu như mà bạn chơi ít hơn hoặc là các bạn người mới các bạn không có nhiều coi á thì các bạn có thể lâu hơn một chút tầm mười mấy ngày các bạn bởi vì chúng ta còn phải cày coi lượng coi này lên nhiều thì chúng ta mới có thể hoàn thành được cái bản nhiệm vụ này nhớ bạn rồi thì nếu như vậy thì chúng ta có thể mình sẽ cho những người mới các bạn thì chúng ta có thể tối ưu nó lại là tầm khoảng 5 pixel mỗi ngày đi chúng ta sẽ lấy cái mức 5 5 mỗi ngày thì 5 pixel mà nhân cho 0.5 thì nó rơi tầm khoảng 2,5 đô mỗi ngày thì 2,5 đô mỗi ngày mà chúng ta lấy 35 chúng ta chia cho 2,5 nhé bạn thì cái roi của bạn là khoảng 14 ngày và các bạn lưu ý đây là mình tính trên cái mức là 0.5 đô cho mỗi đồng -sale nha nhé bạn giá đồng Bixleo nó có thể tăng hoặc là nó có thể giảm thì lúc đó thì chúng ta sẽ có những cái chỉ số sai lệch đây là mình lấy cái mức cố định là 0.5 thôi cho nên là nó sẽ ra được cái roi của uh, uh, cái roi ở mức này thì theo mình thấy thì cái roi này nó khá là tốt tốt hơn so với cái bản mà có Bixleo bản cũ của bạn rất là nhiều luôn và cái đồng BCL mình dự đoán nó còn nó sẽ còn tăng giá hơn rất là nhiều nữa bởi vì trong tương lai nó sẽ có những cái tính năng như là cho min bet bằng cái đồng BCL nữa bạn. Thì các bạn phải sẽ min bet và các bạn sẽ đưa con bet đó vào những cái chế độ chơi như là ngục tối nữa bạn, thử thách nữa bạn để các bạn có thể earn ra cái đồng BCL nữa. Và nó cứ xây uh, xoay liên tục liên tục như vậy. Các bạn dùng BCL các bạn min bet rồi các bạn uh, cho những con bét đó đánh nhau kiếm bi sale thì rồi nó sẽ có những tính năng như là gai nữa bạn yêu cầu các bạn phải dùng bi sale để tham gia vào những cái gai đó những cái ban hội thì bạn tham gia vào ban hội các bạn sẽ có rất là nhiều lợi ích như là những cái tài nguyên các bạn có thể kiếm từ ban hội nữa bạn thì phí của nó sẽ bằng bi sale các bạn bắt buộc phải mua bi sale luôn cho nên là mình nghĩ là đồng bi sale này nó đang có rất là nhiều cái lực mua hoặc là và cũng có cân bằng về cái lực bán cho nên là nó sẽ không thể rất giá mạnh được và sẽ có lực đẩy rất là cao cho nên là cái đôi này nó sẽ còn thấp hơn nữa và nó sẽ hấp dẫn hơn nữa các bạn cho nên là đây là cái thời điểm tốt mà các bạn có thể uh, tham gia vào con game này nếu như mà các bạn uh, chưa tham gia thì đây là thời điểm mà các bạn nên tham gia vào con game này nhé bạn thì cái VIP nó sẽ có những cái lợi ích như thế nào bởi vì bây giờ VIP nó sẽ không giới hạn rút nhớ bạn mà bạn có VIP hay là bạn không có VIP thì bạn vẫn có thể rút được cái đồng pixel ra khỏi game nhưng mà nếu bạn có VIP thì chúng ta sẽ có các lợi ích như là cái không gian nữa bạn không gian này các bạn sẽ có nhiều hơn những người mà không có VIP và các bạn sẽ được làm năng lượng nhiều hơn như các bạn thấy là nếu như có VIP thì các bạn sẽ được 8 tiếng mỗi lần là các bạn sẽ làm được 400 năng lượng còn những người mà không có vip các bạn thì họ sẽ không làm được cái kiểu đó mà họ phải chờ hồi là khoảng 20 năng lượng mỗi giờ để chơi nhé bạn thì cái đó rất là chậm luôn cho nên là mỗi ngày các bạn cũng không kiếm được bao nhiêu bi sale nữa nhé bạn và thứ ba là khi bạn không có vip thì cái bảng tách bo này nó sẽ không cho các bạn nhiều cái nhiệm vụ mà kiếm pixel sale nha các bạn thì tất nhiên rồi nếu như bạn đầu tư vào game thì nó sẽ cho các bạn cái uh, cái phần thưởng lớn hơn rồi thì mình có đọc của đây là cái ông ceo của con game nữa bạn thì đây chính là cái lợi ích của vip nữa bạn các bạn sẽ có thể bút mát được nhiều hơn những cái mảnh đất nữa bạn thì các bạn thấy là cái len những cái con game như thế này thì các bạn bút mát những cái len như thế này bạn có thể tốc biến qua rất là lẹ luôn thì nó sẽ tiện lợi hơn cho các bạn chơi game hơn rất là nhiều các bạn sẽ có nhiều cái không gian lưu trữ hơn đó bạn các bạn sẽ có nhiều nhiệm vụ kiếm bi hơn đó chính là những cái lợi ích của vip nhớ bạn rồi thì theo mình thì cái roi này thì các bạn nên đầu tư vào vip nó về vốn rất là nhanh luôn khoảng tầm 14 ngày nếu như mà các bạn là người mới và nếu như mà các bạn uh, chơi nhiều rồi các bạn lên được level nhiều rồi thì các bạn uh, sẽ có cái roi thấp hơn tầm khoảng mấy ngày là các bạn đã có thể kiếm được rồi các bạn rất là mình thấy là rất là cao luôn đây là cái mức lãi rất là cao rồi, thì như vậy là mình đã tổng hợp cho các bạn về những cái update mới của con game Pixel này. Chúng ta đã có được cái đồng Pixel đã lên trong ngày hôm nay. Và đã có được cái mức giá của Pixel. Và mình đã có thống kê cho các bạn về cái mức ROI mà các bạn có thể uh, tính được khi mà các bạn tham gia con game này rồi. Thì cái quyết định tham gia game hay không là do các bạn mình chỉ tổng hợp để các bạn có thể tham khảo cho những người mới mà muốn tham gia vào game thôi rồi thì nếu như mà các bạn muốn có nhiều thông tin hơn thì các bạn có thể tham gia cộng đồng đây không phải là cộng đồng của mình mà là một cộng đồng của bạn mình một người anh của mình nếu bạn thì các bạn có thể tham gia cái cộng đồng của OMG để đây nữa bạn các bạn có thể tham gia cộng đồng của anh Tuấn đây là Chủ kênh của OMG Sensor Thì trong đây là Anh Tuấn có thống kê ra Rất là nhiều cái topic mà khác nhau đó bạn Về những cái con game mà các bạn Nên chơi Thì ở đây nó có rất là nhiều topic khác nhau Thì các bạn có thể tham gia vào cộng đồng này Mình sẽ để link ở phần mô tả Rồi thì các bạn có thể vào cái Về cái game Pixel đó bạn Để có, chúng ta có thể mà chat trong đây Và xin cái trợ giúp Đến từ những người mà đã tham gia game trước rồi thì các bạn có thể vào đây để hỏi những cái vấn đề mà các bạn khúc mắc nha các bạn rồi thì như vậy video của mình đến đây là kết thúc nếu như các bạn thấy video này hay hãy cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ cho kênh của mình còn bây giờ xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau